Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Viettel. Thì gần đây có nhiều khách hàng của mình cũng như các bạn ở trên kênh YouTube của mình có thắc mắc với mình về cái tình trạng đứt cáp quang biển hiện nay thường xuyên diễn ra. Thì đúng là cái này là mình không chủ động được nên là mình cũng không biết phải trả lời các bạn làm sao với những cái thắc mắc như thế này. Nhiều người hỏi bảo có đúng không hay là tại sao mà mạng đợt này chậm vậy. Thì đúng là nó là như vậy. Tuyến cáp quang biển thường xuyên bị trục trặc và nhất là trong cái thời gian qua thì lại đến hai tuyến cáp bị, nên là cái tốc độ đường truyền đi quốc tế, những cái băng thông quốc tế thì nó cũng đều bị giảm sút trong thời gian gần đây. Nên là các bạn vào các trang web hoặc là những cái phần mềm mà liên quan đến tuyến quốc tế thì đều bị ảnh hưởng, như YouTube hay là vào Facebook đều bị chậm hơn trước. Còn vào những trang web mà ở Việt Nam như VN Express hay là Dân Trí, những cái mà đặt máy chủ ở Việt Nam thì xem vẫn bình thường ạ. Thì chỉ có những cái mà có máy chủ ở nước ngoài cần có băng thông quốc tế thì nó mới bị ảnh hưởng đấy ạ. Thực sự là mình không không chủ động được cái này nên không biết phải trả lời các bạn làm sao. Nhưng clip hôm nay mình đã tìm ra một cách, một gọi là một giải pháp để giúp các bạn cải thiện cái tốc độ liên kết cái đường mạng đi quốc tế. Đó là một ứng dụng, một công cụ mà có cũng từ lâu rồi nhưng mà nay mình mới chợt nhớ để mà giới thiệu với các bạn. Thì cái ứng dụng này chắc cũng có nhiều bạn biết rồi, mình làm đây để cho các bạn nào chưa biết thôi. Ứng dụng có tên gọi là WAP hoặc là tên khác đó là 1.1.1.1, bốn con số 1 đấy. Ứng dụng này giúp các bạn cải thiện đáng kể tốc độ đường truyền internet của nhà mình. Về cái tại sao mà nó giúp được thì nó thuộc về cái những cái từ ngữ chuyên môn mà mình hơi khó giải thích ở đây. Các bạn có thể tìm hiểu trên các trang web thì người ta sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Còn ngôn ngữ ở đây mình muốn giúp các bạn ngày hôm nay là giúp các bạn để làm sao vào được cách nhanh nhất thôi, còn để mà hiểu tận cùng của nó, những cái lý do để nó giúp cho đường mạng khỏe hơn cái đấy nó thuộc về chuyên môn, những cái người mà biết về công nghệ thì các bạn nên lên mạng các bạn tìm hiểu nó sẽ cụ thể hơn. Còn ngoài cái tính năng tăng tốc đường truyền internet thì có một cái tính năng rất hay nữa. Có lẽ các bạn nhìn cái nụ cười mình hơi bị gian manh này, các bạn có thể đoán được rồi. Đó là những cái trang web trước đây các bạn không xem được. Các bạn muốn giải trí một chút nhưng mà bị chặn. Thì hiện nay các bạn có thể xem được đấy. Ok, chúng ta cùng bắt đầu xem nhé, tìm hiểu xem nhé. Ứng dụng này hiện nay đã có mặt trên cả App Store và cả CH Play rồi các bạn nhé. Đây, điện thoại của mình là Samsung. Các bạn nào dùng cùng hệ điều hành Android thì có thể vào kho Google Play, CH Play. Các bạn tìm ứng dụng có tên gọi là WAP. WAP hoặc WAP 1.1.1.1 cũng được nhé. Mình vào cái đầu tiên luôn này. Đó, mình đã tải về rồi, sẵn rồi nên là ở đây chỉ có mở ra thôi. Còn các bạn nào mà chưa có thì ấn tải về nhé. Ok, mặc định là ở đây đã tải về xong rồi. Đó, đây là cái màn hình chính của mình. Bao gồm hai phần 1.1.1.1 và WAP cộng. Ok, bạn nào mới tải về thì nó sẽ chỉ có 1.1.1.1 thôi nhé. Còn khi các bạn nâng cấp lên thì nó sẽ thành WAP cộng thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà theo mình thấy sử dụng thì hiện tại là 1.1.1.1 là cũng đã ok rồi. Mình trở về cái trạng thái ban đầu. Trạng thái ban đầu nó sẽ là như thế này. Màn hình của các bạn hiện như thế này nhé. Khi các bạn chưa kích hoạt thì vào những cái trang web không được vào thì các bạn sẽ hiện tại chưa được vào, chưa có thể vào được. Tốc độ đường mạng cũng chậm hơn một chút. Đây là
Facebook của mình. Ok. Đó là trạng thái khi các bạn chưa kích hoạt. Để mà kích hoạt thì các bạn ấn vào giữa đây. Nó chuyển sang bên tay phải cái hình tròn đó. Vậy. Vậy, đơn giản vậy thôi. Vậy là các bạn đã kích hoạt cái trạng thái nâng cấp đường truyền của mình rồi. Mình thử luôn nhé. Đó. Load rất là nhanh, không cần phải đợi hình ảnh load gì cả. Rồi, bây giờ các bạn thử vào một vài trang web các bạn muốn xem mà trước đến giờ đang bị cấm hoặc là không cho xem nhé. Thôi, mình dừng clip ở đây thôi. Đi xa quá là dễ bị bem nick lắm. Ok. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách để tăng tốc đường truyền Internet trên điện thoại di động của các bạn, cũng như giúp các bạn nào mà chịu khó học tập các trang web nước ngoài thì có thể vào và thoải mái ôn bài, luyện bài cùng bạn gái mình chẳng hạn. Ok. Các bạn cần hỗ trợ các thông tin khác về dịch vụ của Viettel như lắp đặt Internet truyền hình, đăng ký các gói khuyến mại Internet truyền hình hoặc là gói khuyến mại trên sim đang dùng của các bạn liên hệ với mình theo số điện thoại 0981 208 208. Tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình nhé. Nếu thấy clip này của mình hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình nhé. Coi như đó là một động lực để mình giúp mình phát triển tốt hơn, giúp đỡ được nhiều bạn hơn. Ok. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.